Vinh Anh xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Truyền hình VBS trên băng tần 57.6 và trên hệ thống Galaxy 19. Và kính thưa quý vị, trên diễn đàn y khoa ngày hôm nay, Vinh Anh được hân hạnh tiếp chuyện với bác sĩ Trương Văn Như, bác sĩ tốt nghiệp y khoa tại Hoa Kỳ, chuyên khoa về tầm quát gia đình, và hiện giờ bác sĩ đang có một phòng mạch tại thành phố Westminster. Và Vinh Anh xin mến chào bác sĩ Trương Văn Như. Tôi bác sĩ Trương Văn Như xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của Đài VBS 57.6. Chào anh Nguyên Danh. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và bác sĩ biết Nguyên Danh làm như có cái duyên á. Ấy, khi nào mà tới cái mùa tựu trường á, là Nguyên Danh lại có những cái show với bác sĩ. Thường thường mấy năm trước á, thì tới cái mùa tựu trường á, thì bác sĩ hay nhắc nhớ về cái vấn đề chích ngừa. Thì qua cái diễn đàn y khoa của Đài Truyền hình VBS, xin bác sĩ cũng nhắc nhiều thêm với quý vị phụ huynh có một sự quan tâm đến các em về cái vấn đề này, thưa bác sĩ. Thưa quý vị, y khoa của Hoa Kỳ đặt rất nặng đối với sức khỏe của trẻ em, là tại vì cái trẻ em mà có khỏe thì cái thế hệ tương lai trong khi họ thành người lớn thì nó mới đầy đủ lực lượng để mà lao động và sinh hoạt để làm cho đất nước này nó cường thịnh thêm. Do đó cái chích ngừa được coi như là một trong những cái trọng tâm, nhất là những đứa trẻ mà khi vào trường, nếu mà cái record mà chích ngừa không có đầy đủ đó thì khó mà được nhập học. Do đó quý vị nên chú trọng đến vấn đề chích ngừa của trẻ em, và nên nhớ lưu giữ những cái record, cái những cái mà ghi nhận khi trẻ em được chích ngừa. Kể cả quý vị khi từ Việt Nam qua cũng phải giữ kỹ những cái record đó để mà khi mà vào trường nhập học để chứng minh cho nhà trường thấy là trẻ em đã được chích ngừa. Còn nếu quý vị mà chưa chích ngừa đầy đủ đó, mà quý vị cũng không có medical về cái bảo hiểm y tế rõ ràng đó, thì quý vị có thể lên cái đường 17 gần cái trường Santa Ana College. Trường đó thì ở tại đó cái y tế công cộng nó họ gần như là họ chích ngừa miễn phí cho tất cả các trẻ em nếu chưa có đủ điều kiện để được chích ngừa. Điều kiện ở đây nó có nghĩa là chưa có xin được medical hay là vì lý do gì đó chưa hội đủ điều kiện để mà chích ngừa miễn phí, thì ở đó họ có chích ngừa cho tất cả các trẻ em để được nhập học một cách được hoàn chỉnh hơn. Dạ vâng, cảm ơn sự thông tin của bác sĩ. Thì Nguyên Anh cũng xin nhắc lại là nếu mà quý vị bất cứ ở trong cái hoàn cảnh y tế nào mà nếu chúng ta không có những cái kinh phí đó, thì bác sĩ Trương Văn Như mới trình bày đến quý vị đó, quý vị hãy ghé qua trên đường 17 đó, thuộc thành phố Santa Ana đó, thì tại đó nó có một cái trung tâm để mà chích ngừa miễn phí, thì quý vị hãy đưa các em đến để mà chích ngừa cho các em. Và thưa với bác sĩ, qua cái kinh nghiệm của bác sĩ bao nhiêu năm nay, bác sĩ đã chữa trị cho tất cả các bệnh nhân đó, thì tất cả những cái mũi chích cho các em chích ngừa trong cái mùa tựu trường này đó, thì nó gồm có những loại nào và phải chích bao nhiêu mũi, thưa bác sĩ? Thì cái đó cũng tùy theo record và tùy theo số tuổi của các em. Thì nguyên tắc là mấy cái mũi về MMR, về sởi, về quai bị, và những cái mũi về Tdap, về sài uốn ván, về ho gà, những cái mũi về viêm màng não, tất cả những cái đó đều có lịch trình ở tất cả các văn phòng bác sĩ, và ở phía front desk họ nắm rất kỹ cái đó, để mà nhất là ở văn phòng của bác sĩ chuyên nghiệp nhi khoa thì cái đó gần như là ưu tiên, tại vì họ lo cho các trẻ em. Cho nên quý vị miễn đừng có ngại là con của mình nó sợ chích rồi không có dẫn nó chích, cái đó thì không có đúng, là tại vì khi mà nhập học mà không có chích ngừa thì rất là phiền phức. Mà có một số quý vị trước kia là đồng ý ký giấy để mà coi như là con của mình miễn chích ngừa đại khái vậy đó, vì lý do tôn giáo hay là lý do gì đó, thì cái đó bây giờ gần như là không có còn nữa, là tại vì người ta sợ những con của người ta bị lây bệnh đó. Cho nên nếu mà quý vị mà không có cho chích ngừa con
của mình thì khi mà đi học thì rất trường rất có rất thi rất là khó để cho quý vị con em quý vị nhập học. Dạ vâng, qua cái thông tin của bác sĩ Trương Văn Như thì quý vị cũng biết là quý vị hãy đến bác sĩ gia đình của mình, và nếu mà các em còn bé thì là quý vị có đến bác sĩ mà nhi khoa đó mà phụ trách sức khỏe cho các em đó, thì ở đó có những hồ sơ bệnh lý để các bác sĩ biết là các em đã trích được những gì rồi và chưa trích cái gì thì sẽ bổ sung thêm. Và thưa bác sĩ thì nhân bác sĩ nói là phải trích sởi đó, thưa bác sĩ thì trong cái thời gian vừa qua đó thì ở bên Hoa Kỳ của chúng ta đó thì nó cũng bùng phát lên một cái dịch sởi, mặc dầu cái bệnh đó thì nó đã được coi như là chôn vùi vào quá khứ nó lâu rồi mà tự nhiên nó bùng phát lên, thì xin bác sĩ cũng có lời nhắn nhủ. Dạ, thì trong cái mũi chích mà quý vị thấy là chữ MMR thì trong đó có cái bệnh sởi đó, thì tất cả các trẻ em ở Hoa Kỳ đều được chích ngừa cái đó. Tuy nhiên có năm rồi nó bộc phát ra là tại vì có một số bệnh nhân nó đem từ từ nước ngoài, từ di dân đi qua và làm cho bộc phát. Tuy nhiên tôi nghĩ là nếu mà trẻ em nào đã được chích ngừa rồi thì khó bị lắm. Bệnh sởi là một cái bệnh rất là thông thường mà lúc trước chúng ta ở Việt Nam chúng thấy thấy là không có chích ngừa gì hết và đa số là phải mắc bệnh lúc còn nhỏ. Bệnh đó là cái bệnh mà gây thúi lỗ tai nhiều nhất và gây sưng phổi nhiều nhất mà hồi nhỏ khi mà còn ở Việt Nam thì chúng ta đã gặp. Dạ vâng, và thưa bác sĩ Nhân cũng nói về cái bệnh sởi theo cái sự hiểu biết của kinh doanh đó, thì thưa bác sĩ là nếu mà chúng ta hồi ở Việt Nam hay là qua đây chẳng hạn, tức là những người mà lớn tuổi chút xíu đó, khi mà chúng ta đã bị bệnh sởi rồi đó thì sau này là chúng ta bị miễn được miễn nhiễm, có đúng không đó, ạ? Đó, cái đó là mà ở Việt Nam chúng ta thường thường là không có người thì kêu sởi nhưng mà đa số là kêu băng đỏ đó. Dạ. Băng đỏ tức là một cái loại sởi mà ở Việt Nam chúng ta hay bị, rồi bị sao cái khi mà bị nóng sốt nổi rash là nổi đợt sởi lên thời gian thì bị sưng phổi, có khi bị viêm phế quản rồi sưng phổi, hoặc là có thể nặng hơn có thể viêm màng ốc, và thường thì là bị chảy mũ lỗ tai, viêm tai lỗ tai trong và có thể gây ảnh hưởng tới vấn đề thính giác của trẻ. Thì theo cái kinh nghiệm của bác sĩ thì cái bệnh sởi này nó có gây đến tử vong không thưa bác sĩ? Bệnh sởi gây tử vong, có thể gây tử vong chứ. Nếu mà nó có những biến chứng thì nó có thể gây tử vong. Chúng ta thấy là Hoa Kỳ này là một nước có thể nói là quá giàu, cho nên các trẻ em đều được chích ngừa hết. Chứ ở những cái xứ mà còn chậm tiến như đất nước của chúng ta thì cái chích ngừa là chỉ đa số là chỉ dân thành phố thôi, chứ dân quê thì thường thường đâu có chích ngừa gì đâu. Dạ vâng. Thì bác sĩ cũng nói đúng là cái vấn đề mà y khoa phòng ngừa đó thì Hoa Kỳ là phải một trong những cái nước mà là ưu tiên hàng đầu đó. Thành ra còn những cái nước mà chậm phát triển thì cái vấn đề đó thì cái vấn đề y tế cộng đồng cũng không được được chính phủ quan tâm cho lắm. Nhưng bác sĩ vừa trình bày đó, và nếu những quý vị nào mà có tiền có bạc thì với chích ngừa, còn ví dụ như dân giả hoặc những ở vùng xa xôi chẳng hạn đó, đâu có tiền để mà chích, đúng không bác sĩ? Và hơn nữa ở cái xứ nóng của chúng ta đó thì vấn đề mà bảo quản những cái mũi chích ngừa đó nó cũng không có được hay cho lắm. Quý vị biết là cái chích ngừa là một phần, mà cái thuốc chích ngừa nó cái bảo quản ở cái nhiệt độ để hoàn chỉnh để giữ cho cái hiệu quả của thuốc chích ngừa nó còn thì cũng không phải là một vấn đề dễ dàng đâu. Nhất là ở những xứ Việt Nam chúng ta cái khí hậu quá nóng bức, và vấn đề bảo quản thuốc chích ngừa nó cũng là một vấn đề. Bởi vì có nhiều khi có thuốc mà thuốc đó không còn hiệu quả nữa. Dạ vâng, cái lời nhắc nhở của bác sĩ Nguyễn Anh rất là trân trọng và rất là quý, và quý vị khán giả đang theo dõi chương trình diễn đàn đi qua của Đài Truyền hình VBS hãy quan tâm, là tại vì thí dụ như không riêng gì đất nước Việt Nam chúng ta mà những nước chậm phát triển chẳng hạn, thì có những cái nguồn, những cái product đó, thuốc đến đó, nó nhiều sự nguồn đến lắm mình không biết nó ở đâu. Còn riêng tại Hoa Kỳ của chúng ta là một cái loại thuốc đi ra như vậy đó là phải có FDA công nhận và chúng ta sẽ an toàn khi mà sử dụng đến nó. Và kính thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, bác sĩ Trương Văn Như và Nguyễn Doanh sẽ trở lại với chương trình diễn đàn đi qua. Xin thành thật cảm ơn quý vị.